you might get wet. He just told you. Don't have to believe me. Try it yourself. Such a cute. I have to worry about everything. I told you summer, winter, how about when it rains? What else you want me to worry about? Tell me. Oh, dear God. I didn't know being a master can be so difficult. To worry about all kind of weather. And I helped the Vietnamese disaster before they came. I sent some of the residents, yeah? Some, and I say do it quietly. And they did it, and they have been successful. You know, and nobody do anything, and then they distribute everything, and then they're gone. It depends on situation, and you do it with the local government. You know, you have respect for them. You tell them what you're doing. It would be better that way. Yeah, yeah. This is for you, Jing He Chao. Wow. 这样不用说我没请你喝茶 没关系我这个cup有很多 很便宜他买了一打多少 挺快点 哎呀 世界比较乱一点 没关系慢慢来吧 我是很喜欢大家改变那个 快一点的 不然的话 有时候太慢也没有用 太慢都 受破坏了然后改也能不然怎么没关系了哈生死有命吧是这是哈没什么哈我们死也蛮高兴的就是有一个问题好可怜的他们明明知道这个是不好的他说吃是好啊为什么你不吃哎呀 真的好饿又不很赶不懂啊不懂怎么吃啊认为吃菜而已当然吃了不满足了不过现在确实有一个问题就是宣传和那个市场的那个做法还跟不上知道怎么吃不错就是没有现成的东西整个世界要改才行 对，变成一个像风潮才可以，不然呢讲这样也没有。不过我们尽量嘛，来，我等一下，也许变成风潮。对，先。OK， goodbye。OK， 等你们打的 ，OK， you made it， OK， no more talking。好。 Muốn nghe sư phụ nói tiếng Việt mà sư phụ toàn nói tiếng Anh với tiếng Tàu không ạ? Thì mấy người Tàu nói thì cô nói gì đâu mà biểu tôi nói. Người Việt cũng nói tiếng Anh luôn. Thôi cứ ngồi thiền đi, có gì đâu mà hỏi hoài. Hỏi tu hành hay hỏi. Trời đất ơi, nhìn nó mà cũng hỏi tôi nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhìn chuyện đó nó biết rồi thấy không? Chuyện này nó biết rồi, cứ hỏi hoài. Sư phụ nói bao nhiêu lần rồi phải không? Dạ. Có người nào không biết không, giơ tay lên coi. Giơ tay là có ai dám giơ tay? Giơ tay kêu, lấy cái tay quẹo xuống. Okay. Người nào giơ tay lên đó, người hàng xóm bảo lấy cái tay nó kéo xuống. Nói bao nhiêu lần mấy năm rồi hả mấy năm rồi cũng nói ở Paris Center sư phụ đã nói rồi hỏi tao hoài muốn ăn gì ăn nữa sao phải hỏi tôi hỏi sư phụ nó tốt mai mốt bệnh đồ thừa tôi sư phụ nó không tốt mà trời tôi muốn ăn đồ bộ mà cản tôi mất mơ muốn ăn gì ăn mất mới tôi hỏi miễn đừng ăn thịt thôi muốn ăn gì ăn không nhiều khi bà già cộm rồi hết răng rồi rồi nhai nhai mới mè không được còn răng mới được ăn mới mè đổ lứt nữa
Cái gạo nó cứng, nó phải có răng mới nhai được. Không có răng đâu, đừng hỏi tôi nhau. Việt Nam mình có mấy câu vui á, bà già đã 74 hả? Ngồi trong cửa sổ viết thư kén chồng. Sáng còn ra chợ cầu bông, bói cho một quẻ có chồng lợi chăng? Ông thầy gieo quẻ, đoán rằng lợi thì có lợi nhưng răng hết rồi. Có biết bài đó không? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Người kia biết, người kia không biết. Dạ, đó là hồi năm 1996, sư phụ. Hả? Dạ, hồi năm 1996. Là cái gì? Dạ, cái băng đó hình à, có như... nói hả? Dạ. Có nói cái răng lợi rồi đó hả? Răng lợi đó, đó là má của anh Ngọc á. À. Lúc mà đeo hình của sư phụ đó, rồi có mấy cái thể nghiệm đó. Ừ. Thành ra bà mới lên bà nói chuyện rồi sư phụ mới kể tiếp mấy cái câu thơ đó. Dạ. Yeah. How many lovely people in the world? So many lovely people. Bà già dễ thương ha. Yeah. Sometimes I love all the people I like to bring them all everywhere here, you know, like every day we can talk nonsense together. Eat and sit under the sky and talk nonsense. Yeah, and if tired, go sleep. Nói mệt nghỉ rồi. Ngồi mệt nghỉ. And then go meditate.